มันเล่นไทยเด้อนั่งสกปรกเด้อตัวมึงมันเล่นแสดงมันเล่นมันไงแค่มาผมเป็นต้นโพ้ให้ตัด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 โพ้ให้ไอ้
đau rồi da đầu không tên là
vẫn hơn ngày hôm nay buổi buổi chia họ ăn cắp cắp ra cắp thịt vẫn gọi ở nhà hết đóไปดูที่ยิงไปขอลาโฟโต้ช็อปยะขอลาโฟโต้ช็อปยะก่อนยะ
แต่โควิดก็ฟ้าหายจบแฉะเราดิI'm going to go.
cảm thấy lọt lên mình thả Dương ơi Dương, bệ bóng đá ra đường số 8 ạ. Dương Thành ơi, đi ngón rồi được cái đợt con bật trượt đá và cái kia đã từ mấy thứ ba vừa đá vừa bớt lương chia chi à. Vân Hưng mới là người lần đầu tiên đã cho đá vô. Lúc này chỉ còn là nữ mà. Nhưng mà bên bên mình có người đá đi. Hiệp, hiệp, hiệp.
về lại đi, về lại đi. Giờ mày chơi đèn lại con toàn như vậy đơn mới chơi bánh mua như làm ra thôi. Được nhờ được mày đưa nó đó. Mày đưa. Thôi, đưa đưa đặt đi. Em, kia, em đừng phải đái chứ, thả cái chỗ đấy chưa? Đi, đi cắn chỗ đó cho em thôi. Rồi. Về liền, về liền, về liền. Về. Bắt người. Bình rồi. Sáng ơi, về sáng đây. Không, cứ thành hồi thành cửa đây sẽ cắt được. Em sáng vô. Ơi. Buồn quá, buồn quá. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Có loa, có loa là có loa. Mình đang là có loa là. Ông quý vị và các bạn đã thưởng thức trận đấu giữa trận đấu bị cùng giáo dục, giữa cùng giáo dục khu 2 và cùng giáo dục khu 1. Tỷ số hiện tại bây giờ là 2-1 với đội bóng cùng giáo dục khu 1. Một trận đấu rất không nhầm, hai đội bóng thi đấu cực kỳ là bùng liệt. Về tính chất của trận đánh cờ bao, hai đội bóng vẫn tổng hiện rất thành ra một trận đấu thật là tuyệt vời. Bóng cổ động viên chúng ta cùng trong căng của máy rất lớn, ủng hộ hai đội bóng nào. 1, 2, 3. Có phải không tuyệt vời ạ? Có ngay khi nhìn thấy không khí sân bóng rất là đông, rất là tuyệt vời. Hai của mình đây đến lắm tỏa với tình độ. Một tình huống rất lộn xộn. Bóng nào cũng trái đi. Bóng 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 nỗ lực của đội bóng. Chúng ta sẽ đánh bóng nào? Chặn đá hình sân. Lôi. Những sử dụng đá dễ dàng thấy vòng dáng của sân bóng của Thủy. Đó là thua mà Thủy nói là lớn tuổi xuất sắc. Đúng vận dụng kỹ thuật. Có nhờ ra ở đây. Chỉ có lần thủ xuất sắc nhất của dạng. Có bị lớn anh như đúng tập đoạn này. Ở hiệp thứ sáu. Một pha phạt bóng rất là mạnh. Không được, đó có thể đến các thủ số 3 nhìn lên của người giáo dục cùng khu 2 cũng không xuất sắc. Vì cặp phá tốt và có tổ chức thủ lĩnh. Một pha phạm lỗi của đội bóng cùng giáo dục khu 1. Trong hai trận đánh lỗi và có được phản ứng. Mình biến những tốc lên ở trong đây. Mình như thế có ý. Game nó bạn
đứng được bóng lên có thủ Mỹ Hiệp sẽ là một quả phản bóng mạnh vào trung tâm công môn vượt đối phương. Mỹ Hiệp dọc đi vẫn có sóng gió đã qua đi trước không khăn cùng giáo dục qua một pha phạt công nhân. Hải Thủy rất hay, rất kỹ thuật. Vượt lại đi. Đi sau hiện tại vẫn là hai một. Các thủ trưởng sở đi sân các thủ trưởng của vào bao chấp ném bóng một pha cập biến sẽ là một cú sút thắng đứng kế cấp. Các cầu thủ cống hiến đến những sức lực cuối cùng trên trận đấu và thật có một tinh thần thể thao cao thượng. Lô đi. Mỹ Lê. Lô đi. Đúng rồi. Sẽ là một cuộc chiến thật bàn của cầu thủ Mỹ Lân. Thiên liên tục bay những pha chỉ đạo của các ban huấn luyện của hai đội vẫn là một pha thực mạnh lên. Chút luôn. Cú sút. Sút vào. Đá chân rồi. Mình quá. Đá chân rồi. Tổng chứng rồi. Hiền ơi. Hiền, có vô đây. Hiền. Lúc này thì đang tiếp tục trong trận bơi đại diện hai đội bóng của chúng ta đã chung kết tiến hành đội chiến sách thi đấu một lần nữa bằng tên của bóng vẫn là cầu thủ Mỹ Lân. Đi chạy xuống được kịp tăng dung máu lên tí đây thì có tốc độ được tuyệt vời. Bắn là quả lông. Đừng có gấp. Đá đúng rồi. Hay lên.
Liên Thủy, vẫn là Liên Thủy. Cũng không chỉ là sẽ hướng một kiếm là 50 bỏ vàng. Không vào. Ông chủ cho nhân viên bỏ lực của các thủ đi lên. Ông vẫn được chúng ta được tổng kiếm một pha bắt vô lê một cầu thủ số 10. Tổng đàm sẽ mang rất đặc biệt. Vô dựa, vô dựa Hương ơi. Càng ngươi cho thay với thầy. Đó, một pha sút bóng lên của cầu thủ. Ê, chạy đi. Vượt qua Mỹ Lâm. Rồi. Tấn công. Tấn công. Tấn công. Tấn công. Bóng lại tìm đến là cục dập không thôi. Thuyết tục của hai cầu thủ bóng thay giáo như đến. Ông bóng vừa thay cỏ lửa chơi và chỉ thường cực kỳ đỡ đặc sản. Rồi, rồi, biến rồi nào. Liêu Huy. Tạm lưu hay đâu. Vẫn là Liêu Huy. Không được. Tạm lưu hay đâu. Một bên nội lực của Liêu Huy vẫn chưa đủ để đội bóng quân dầu dục khu 2 có thể gỡ hòa tỷ số. Một pha sút thật mạnh vào phía bóng quân. Và vẫn là cầu thủ Mỹ Lân. Hút sút. Hiệp hòa của FC cùng nhiều đội khu hai và thay đổi người đá phạt.
cầu thủ tiền đạo xuất sắc nhất khi đạt được 3 phân tấm ở trận tiền quả phạt là cầu thủ Mỹ Lâm. Không vào, vâng tiến đông là quả phạt đắc liên tiếp những pha phạt đắc ở hiệp đông và Mỹ Lâm đã thì ai thằng muốn bị đá hay cái ăn thôi để bóng thật tuyệt nhá cơ hội con luôn. Mỹ Lâm không vào. Tiếp theo đây là sẽ là lột tải lưu lưu của hai đội bóng tấn công được hơi. Thank you.
ba chân hàng trước một đường như vậy là phải ba đôi chân của anh không bỏ lỡ vị trí và cung máy đá
đâm cho ba được, đâm cho ba đi. Chị ơi,